nên đang có mặt ở nơi rất là xa. Dạ đây em đây. Ai trời ơi. Làm việc đâu? Đây, ra đi gặp chủ tịch Thiên Quân nè. Cơm ăn cơm. Thấy có ba bộ đồ hả? Lát nó có phủ trên nào. Sáng mì Quảng, chiều trưa mì Quảng. Tối tiếp tục mì Quảng luôn. Điền ra con xuống sướng con cá đó nha, chuẩn bị cái đập mà thay nha. Ê, ê. Quý vị các bạn thân mến, Coleman đang có mặt ở một nơi rất là xa thành phố Hồ Chí Minh nha. Và mọi người thấy cái khung cảnh ở đây rất là lãng mạn, thơ mộng ha. Ở đây là mình thấy đi, tổ chức chụp ảnh cưới rồi, ở đây rất là đẹp luôn. Ngay bên sát bên dòng sông và khu vực này là Hòa Phát, Hòa Vang, Đà Nẵng. Dạ đây em đây. Đây. Ra chụp hình với fan. Ai trời ơi. Mới đi Mỹ về phải không? Ừ, Mỹ mấy ngày mới về rồi, coi như nghỉ có một ngày rồi đó, là đi luôn đó. Để làm việc đâu? Đây, ra đi gặp chủ tịch Thiên Quân nè. Ôi trời ơi. Đây là anh Bửu Hiền, Coleman, chủ tịch của Điền Quân. Đâu, hôm bữa anh em gặp nhau gặp rồi. Gặp rồi, gặp rồi. Gặp đi ăn cơm rồi. Dạ, ăn cơm. À đúng rồi, bữa ra mắt chương trình ẩm thực thí lưỡng thực. Mua mới. Đúng rồi. Là tụi cô dâu váy quá. Váy cô dâu dính xình đó trơn. Bỏ nó về là thua rồi đó. Nhưng mà cái tập của mình phát rồi. Dễ thương lắm mấy người chị cải lương duyên. Quá vui luôn. Anh xong chưa? Anh quay xong chưa? Anh xong rồi. Dạ hả? Bây giờ cho mấy đứa nó ăn xong rồi về. Thấy có ba bộ đồ hả? Anh có đúng bộ thôi nha. Ủa? Bây giờ quay buổi chiều hả? Dạ quay buổi chiều. Trời ơi, đúng một bộ mất. Vô ăn chưa? Đi chỗ này. Chưa hả? Đúng một bộ thôi. Mời anh ăn rồi. Mời con. Mời đi. Trời hấp dẫn quá. Đấy có nghĩa là về Quảng Nam là phải ăn mì Quảng. Ủa này đây, cái này ai nấu vậy? À, bé... Ở đây người ta nấu, người ta cho mình ăn. Bé cháu anh. Cháu à? Cái bèo kia này làm cho biết rồi. Cháu làm make up á. Làm make up luôn hả? Ừ. Lát nó có phủ cho nè không? Phủ bấn rồi nha. Ủa ai nấu vậy? Chủ quán. Chủ quán hả? Ồ. Ăn cái vui nha. Cái mì Quảng này nó vàng vàng mà nó... Mì vàng mới ngon. Xe mì vàng nó khác với cái mì hồi sáng mình ăn. Rồi này đâu có Lâm Nghiệp Điền. Đồ chăm hả? Đồ chăm tôi không chăm, tôi chăm đó. Thằng ơi. Thằng ơi. Trời kiếp đông dữ vậy trời. Trời ơi, may mà trời mưa đó. Không, mà trời mưa mà đẹp. Cái bữa bùa lên thiên cũng vui ha. Ủa, đâu vậy? Dạ trời. Anh, để em đi quay mấy chụp hình hả anh? Mình làm phải đầu tư chứ. Rồi chương trình là tối nay ở đây luôn phải không? Đâu có, tối nay em chạy về Tam Kỳ, mai em quay tiếp nhé. Ủa, tao thì quay đây xong về Tam Kỳ đó rồi. Rồi anh trong anh cũng về Tam Kỳ mà. Ủa anh về Tam Kỳ chơi hả? À, đâu biết đâu. Thì thấy Vũ có bảo là tối về Tam Kỳ kiếm gì nhậu chơi nè. À đi. Ừ. Trời ơi, xong vô đó nhiều màu chứ. Ừ. Làm nhẹ xong rồi sáng mai quay rồi xong rồi. Tối em gọi mà, tụi nó nói anh chưa ra. Anh mới ra sáng. Thì đó, em tưởng tối. Tối qua có Trương Thí Vinh rồi nữa. Anh đang lên trên cái đồ phòng. Có nước mắm mặn không? Mắm mặn không chị? Ồ, đây. Chấm ngon. Có muỗng. Ngon quá trời đó. Ừ, đây.
ekip quá hùng hậu. Thôi được, để đại. Sáng mì quảng, chiều trưa mì quảng, tối tiếp tục mì quảng luôn. Tối mì quảng cá, sáng mì quảng cá, gà. Gà không? Cái đồ canh nào hút ra chùa vậy? Nhưng mà ăn cái kiểu ăn cũng nhiều, nhiều, nhiều. Ở mình có người quê này cũng mới ngon mà. Mua cho anh điện 80 có giật lắm. Điện nhỏ. Cái lâm men mà. Đó. Lát nữa. Chỉ có thiếu đôi dép thôi nha. Có, xe có dép anh. Rồi. Lát điện nước không? Đó, xuống, xuống, xuống cá. Trời ơi, điện ra con xuống xuống bắt cá đó nha. Chuẩn bị cái đập mà thay nha. Báo trước là chỉ có một cái quần lót thôi đó. Chết rồi luôn á. Ở đây có bán quần lót Sida nè anh mua không? Hàng hàng xài rồi á. 80% chất lượng còn. Chất lượng còn 80%. Người Bình Dương mà đi quay luôn hả? Dạ. Anh cứ ăn đi, anh ăn thoải mái đi. Chứ mà đang giờ nghỉ trưa mà. Vô bộ đó. Còn ekip bên em là ở trong kia ra hay là ở tất cả ra hết xe, xe cũng đem ra luôn rồi, đi xe kia. Lát mình đi xe kia đó. Lát mình đi xe lam á. Cái màu cái áo anh vậy đó. Ồ. Quá vui. À, cái lam rồi. À, vậy là tiền đường xa mà đường đi xa. Ồ, anh chưa được đi xe lam vậy. Anh chèo xuồng ngon hơn chứ. Mà sao đi biết cái xe lam một cá mà mặc cái bộ đồ cắm nữa. Vô tình. Anh đâu biết đâu, vô tình. Vậy là chiều này là tập này, chủ đề là tông xịt tông. Chủ đề Twitter. Tập. Dũng ăn đi Dũng. Trời ơi, có ăn chán hả? Trời ơi, đó mà thấy... cái đoàn này là ăn hơi ăn bị sang á nha. Cái mấy đoàn cơm, mấy đoàn phim đây ăn cơm hộp không á. Em đề miếng khổ không? Một vài hình ảnh không? Em ơi, hậu trường trước khi nếu ngồi lội suối bà muốn ăn phải lăn vào bếp. Các bạn luôn các bạn thích nhìn thấy Lê Tiền Giang chứ đâu nhìn thấy thích nhìn thấy Clement đúng không? Đó ngồi kìa. Thank you.